cũng chuyên cảm hứng từ câu chuyện của Jenny không ạ? Chúng ta có cái thật lớn cho Jenny được không ạ? Đây là cái phần mà các câu hỏi gửi từ trước các bạn sẽ gửi đến Jenny và sau đó là đến cái phần của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Các bạn có thể đặt câu hỏi của Jenny. Riêng tôi thì có hai câu hỏi muốn đặt cho Jenny, một chút nữa tôi sẽ hỏi sau, được không ạ? Xin mời mọi người. Vâng, vậy thì đầu tiên ấy, là chị thấy cái hành trình của Jenny phát triển là từ năm mà em 8 tuổi, từ những cái ngày mà em làm những chiếc cặp giấy đầu tiên của mình và để bây giờ nó là một cái quá trình phát triển rất là dài của em. Vậy thì trong cái hành trình đó thì cái bài học mà em cảm thấy là tâm đắc nhất hoặc là quý giá nhất với em trong suốt cái hành trình đó là gì? Dạ, em nghĩ là cái bài học mà em muốn truyền tải cho các bạn rất là nhiều là cái từ này gọi là perseverance. Có nghĩa là đừng có bỏ cuộc khi những thứ khó xảy ra. Chẳng hạn như hồi lúc đầu mình em làm slime thì mình cảm giác như là kiểu không có được nhiều sự chú ý của mọi người như là các những thái mà các bạn nhìn thấy. Và mình cảm giác như là hồi đó mình cũng cảm giác ôi tại sao không có ai coi các video của mình, tại sao không có ai quan tâm, tại sao mình bỏ nhiều công sức như vậy mà không có được kết quả tốt. Nhưng mình cảm giác như là kiểu mình phải cần thời gian mới có thể được thành công. Giống như là mình phải đăng mấy chục cái video mới được một video thành công. Và mình cảm giác như là cái điều đó là perseverance là một điều rất là quan trọng. Với lại một bài học mà Jenny muốn truyền tải cho các bạn đấy là cái bài học này từ một cái bài hát này mà mình đã thấy trên TikTok. Mình cũng không có biết mấy cái bài, chỉ biết một cái câu này từ bài này thôi. Đấy là if you don't try, then how will we know? Thì dịch tiếng Việt là nếu như mình không có thử thì sao mình biết được. Và mình cảm giác như là cái điều này rất là quan trọng với hành trình của mình. Với lại mình cảm giác như là đây là một bài học mà các bạn có học đến. Đấy là nếu mình không có thử thì sao mình biết được. Nếu mình không có thử làm YouTube, không có thử quay video thì làm sao mình biết là mình sẽ thành công được trong mạng xã hội. Nếu mình không có thử bán slime trong lớp thì làm sao mình biết là mình sẽ là một slimer. Và nếu mình không có thử apply các đại học top, mình apply tận 2-3 đại học. Và nếu mình không có thử apply Stanford, mình sợ quá không có thử thì làm sao mình biết là năm sau mình sẽ học Stanford. Giống như là nếu mình không có thử thì sao mình không biết, sao mình biết là mình sao không được hay không? Cái này hơi kỳ, sorry các bạn. Và mình cảm giác như là các bạn nên thử. Chẳng hạn như nếu các bạn muốn thử học võ thì hãy học thử đi. Nếu như bạn muốn thử là một cái trend mạng xã hội bán hàng gì đó, bạn thử đi. Nếu như bạn muốn thử kiểu nhảy, học nhảy thì thử đi. Nhưng mình thấy nếu như bạn muốn thử bán kem trộn thì hãy đừng có thử, là vì điều đó không có ổn. Như là thử những thứ mà nó ổn thôi chứ đừng có thử những thứ mà nó không ổn. Giống như là chú Ernest mà nãy nói, đừng có thử những thứ không ổn. Cái này mua ok, ok. Còn chúng ta dành cho câu trả lời rất hay của Jenny. Điều rất hay đúng không ạ? Và nhiều bạn trẻ chỉ thấy là trong những năm gần đây, đặc biệt là trong những năm trở lại đây, khi mà hỏi là bạn muốn công việc hoặc là ước mơ của bạn sau này như thế nào thì rất là nhiều bạn nói với chị là muốn trở thành hot YouTuber hay là hot TikToker. Nhưng mà chị thấy ở trên đây là không chỉ là em là người mà có những cái hoạt động rất tích cực ở trên mạng xã hội, mà bên cạnh đó là em vẫn có cái kết quả học tập rất là tốt. Và đôi khi cái việc mà em có những cái ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội nó lại hỗ trợ cho cái việc mà em được nhận vào Stanford. Và em có thể là chia sẻ cái cách để mà em có thể cân bằng giữa cái việc đó là những cái hoạt động mà mình yêu thích này, theo đuổi cái đam mê là em vẫn bán slime này, và vẫn có được những cái kết quả học tập tốt thì các bạn là gì? Dạ, em thấy là bình thường các bạn trên mạng mà comment mấy cái video của em đều nói là ủa tại sao Jenny có thể làm được nhiều thứ một lúc vậy? Và mình cảm giác như là cái đó cần rất là nhiều sự cân bằng trong cuộc sống. Chẳng hạn như mình thì cũng giống với các bạn, cũng bị stress và cũng bị căng thẳng là vì phải làm nhiều thứ quá. Vừa phải học được điểm tốt, vừa phải làm YouTube và
Edit video đối với mình là một điều khá là lâu, là vì bình thường một video mình edit là mất khoảng 20 tiếng để chỉnh lại. Nên kiểu là mình còn rất nhiều sự cân bằng trong cuộc sống. Và có khi mình có cái mindset này, tiếng Anh nó gọi là workaholic, có nghĩa là mình kiểu là làm nhiều quá nhưng không có nghỉ. Và mình cảm giác như là các bạn nên kiểu là có một sự cân bằng trong cuộc sống, có đam mê. Chẳng hạn như là nếu bạn học rất là nhiều thì bạn hãy có một sự đam mê kiểu là ở bên hông để giúp bạn giải trí. Chẳng hạn như là bạn học cho một tiếng thì bạn hãy dành 15 phút để có thể coi một cái video hay trên YouTube. Hoặc là bạn có thể làm thủ công này nọ thì bạn sẽ có nhiều cân bằng hơn. Với lại bạn hãy nhớ là bạn kiểu đừng có làm tự làm mình áp lực nhiều quá thì mình sẽ có rất là nhiều sự cân bằng trong cuộc sống. Chúng ta dành cho Jenny một câu trả lời rất là thú vị. Và với câu hỏi này thì chị cũng muốn hỏi Khoa, tại vì chị biết là Khoa cũng là một bạn mà có những cái kết quả học tập rất là ấn tượng, cả là những cái lúc mà em học ở Việt Nam vào 3,4% top các bạn thi điểm đầu vào cao nhất của trường đại học quốc gia, và sau đó thì em sang Pháp đi du học nhưng mà vẫn rất là nhiều cái hoạt động xã hội khác nhau. Vậy thì Khoa chia sẻ thêm cùng với các bạn đó là làm sao để mà em có thể cân bằng giữa việc đó là mình vẫn duy trì những cái thành tích, những cái kết quả học tập của mình mà mình vẫn có thể tham gia những cái hoạt động thiện nguyện hoặc những cái hoạt động xã hội mà mình yêu thích. Em rất cảm ơn câu hỏi của chị Trân. Thì đối với em nghĩ là trong mỗi việc mình làm, trước tiên mình cần phải có cái niềm đam mê và hứng thú trong đó. Thì nhờ có cái niềm đam mê và hứng thú đó, mình mới có thể bắt đầu mình mong muốn được cân bằng, muốn được hoàn thiện mọi việc thật tốt trong cuộc sống của mình. Và một điều quan trọng hơn cái niềm yêu thích và hứng thú là chính là sự kỷ luật. Đây là một điều mà thầy Ernest luôn dạy chúng em ở trong trại Super Teens. Đây là cái câu quote bằng tiếng Anh của thầy là discipline is doing what you don't like to do when you're supposed to do it, and when it is done, they bring you benefit. Có nghĩa là khi kỷ luật là làm việc mình không thích, khi mình bắt buộc phải làm điều đó, và khi mình hoàn thành cái công việc đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho mình. Và em tin rằng cái sự yêu thích, cái sự đam mê nó có thể giúp mình bắt đầu một cái công việc rất nhanh, nhưng cái sự kỷ luật chính là cái điều mà giúp mình có thể đi lâu, đi dài và đi thật xa hơn với những cái việc mà mình yêu thích đó, những cái việc mà mình dự định là mình sẽ làm. Và một cái quan trọng nữa là về kỹ năng quản lý thời gian, em cũng đã được học rất nhiều thông qua cái chương trình Super Teens Bootcamp cũng như đã trong quá trình làm việc với cả các anh chị bên công ty Babylon. Và trước mỗi cái sự kiện mà em tham gia, trước khi em có những cái hoạt động, em luôn luôn dành thời gian để làm trước những cái plan là trong từng ngày trong tuần em sẽ làm gì để em có thể đảm bảo là cái workload của em không bị overwork, và em luôn đảm bảo theo sát được những cái mà em đã đề ra. Vì vậy em có thể đảm bảo cân bằng được tất cả mọi việc trong học tập cũng như là hoạt động của mình. Chúng ta đã học thêm được một vài điều để mà giúp cho chúng ta có thể là cân bằng cả là cái việc học tập và theo đuổi được những cái niềm yêu thích, những cái sở thích hoặc là đam mê của mình, không ạ? Chúng ta đã học thêm được không ạ? Nếu như có, chúng ta hãy dành cho hai câu vừa rồi một tràng pháo tay được không ạ? Và bên cạnh những bạn trẻ thì ở đây thì có ông Nguyễn Đình Đức. Ông là một người làm giáo dục từ độ tuổi là mầm non này, tiểu học, trung học và đến cả là người trưởng thành. Và ông có một cái câu nói mà chia sẻ với chúng tôi, đó là nếu muốn thấy tương lai thì hãy nhìn vào đôi mắt của những người trẻ. Thì anh thấy gì ở đôi mắt của những bạn trẻ hiện nay ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của Trân, đúng không ạ? Và thưa các bậc phụ huynh cũng như là các quý vị khách quý, thì tôi thấy rằng là rất là bất ngờ, đúng không ạ? Nghe câu chuyện của hai bạn trẻ như thế này, đều là hai bạn mà sinh sau năm 2000, đúng không ạ? Và nghe các bạn nói về workaholic và kỷ luật, đấy là một cái điều mà tôi rất là khát khao được nghe thấy từ các con, đúng không ạ? Từ các con. Và thưa các quý vị khách mời cũng như là các ba mẹ, tôi thấy rằng là trong cái quá trình tôi nghe Jenny hay là làm việc với Khoa hay là rất nhiều bạn trẻ thành công khác ấy, tôi nhận ra một cái điều như này ạ. Trong ánh mắt của các bạn trẻ không có giới hạn,
Tôi tin rằng đấy là một điều rất là quan trọng. Tôi tin rằng cha mẹ của các bạn ấy đã phải làm cái điều gì đấy rất là đặc biệt để cho ánh mắt của các con. Tôi không thể có giới hạn. Ở thế hệ của chúng tôi thì chúng ta sợ rằng mình không đủ tốt, không đủ giỏi, thiếu cái này hay thiếu cái kia, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng tôi thấy rằng ở trong thế hệ các bạn trẻ ngày hôm nay, với cái kỹ năng các bạn học được, với cái tư duy, với cái tinh thần mà thầy cô và gia đình trao cho các bạn ấy, tôi thấy rằng không có gì trong mắt các bạn ấy là không thể. Hay là có thì tôi không biết, đúng không ạ? Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là từ cái câu chuyện của Jenny là bắt đầu bán slam, đúng không ạ? Đầu tiên tôi nghe slam tôi lại tưởng là nước chanh. Slam là cái đồ để sản xuất, đúng không ạ? Rồi thì nghe Khoa nói về sự cái chương trình thiện nguyện của Khoa về cái việc là giúp các bạn trẻ khó khăn ở Việt Nam nhận cha mẹ đỡ đầu ở tại Pháp. Những cái dự án và những cái công việc các bạn đã làm, tôi thấy rằng là một cái điều tôi cảm thấy thực sự khác biệt ở những bạn trẻ thành công, đấy là gì ạ? Đấy là các bạn ấy không có cái giới hạn ở trong suy nghĩ. Tôi đã từng đến những gia đình, tôi thấy rằng là cháu của tôi bắt đầu dự án là bán kẹo từ khi còn rất là nhỏ. Tôi mong muốn là con tôi sau này cũng có cái điều tương tự như vậy. Và với trong hệ thống giáo dục của Babylon Group thì chúng tôi mong muốn là kết nối những cái người thầy và kết nối những cái tấm gương và đào tạo cho các giáo viên của mình để giúp cho các con ở trong tương lai các con không có giới hạn ở trong suy nghĩ. Tôi nghĩ đấy là điều rất là quan trọng, đúng không? Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng ạ, thật sự cảm ơn câu trả lời của Đức ạ. Và có một cái câu hỏi ở trước khi mà chuyển đến phần câu hỏi dành cho giao lưu khán giả, tại vì biết là các bạn ở đây đang rất là nhiều câu hỏi muốn cùng giao lưu với Jenny, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ có một câu hỏi cuối cùng cho Jenny ở trên đây. Cùng với là, nhưng mà câu hỏi này là chị sẽ hỏi Khoa trước. Thì chị được biết đó là Khoa đã trở thành bố trong mặt kép ạ, trở thành bố trong mặt kép từ năm mà Khoa 19 tuổi. Và hiện tại là con của bạn Khoa là được 8 tuổi nhờ. 8 tuổi. Có nghĩa là đây là một cái hoạt động xã hội mà Khoa tham gia cách đây vài năm. Và chúng tôi thấy rằng là tất cả những bạn trẻ có kết quả học tập tốt, có tinh thần phấn đấu hoặc là những người thành công, thì bên cạnh cái việc là họ có những cái kết quả cá nhân, những cái thành tích cá nhân của mình, thì họ đều tham gia rất là tích cực trong những cái hoạt động xã hội thiện nguyện, giống như là chủ tịch công ty chúng tôi là ông Mạnh Tuấn Sơn, hay là công ty chúng tôi ở trong những năm qua cũng rất là cố gắng đồng hành cùng với những cái chương trình thiện nguyện như vậy. Thì Khoa có thể là chia sẻ thêm về cái chương trình thiện nguyện mà em tham gia, cũng như là cái lý do mà em đã đồng hành ở trong những năm qua. Dạ vâng, hiện tại em đang tham gia cho một chương trình thiện nguyện ở Pháp tên là Hội Puss Puss, với vai trò là một phiên dịch viên Pháp Việt và là một đại sứ của hội, và cũng như là một người cha đỡ đầu. Vậy thì hội này được thành lập cách đây 20 năm khi một người phụ nữ Việt Nam, một người phụ nữ Pháp là cô Isabel đến với đất nước Việt Nam. Cô đã yêu cái vẻ đẹp của đất nước này và đồng thời cô cũng đã thấy được hoàn cảnh của những đứa trẻ khó khăn tại vùng đất Tân Thới Tiền Giang Việt Nam. Vì vậy, cái động lực mà để làm sao cho các đứa trẻ này thoát khỏi những cái tình huống, những cái hoàn cảnh khó khăn đó, cô đã thôi thúc và tạo nên hội Puss Puss. Đây là một hiệp hội giúp tìm các cha mẹ đỡ đầu ở Pháp cho các đứa trẻ nghèo ở vùng đất này. Các cha mẹ đỡ đầu sẽ hỗ trợ tiền ăn, tiền sinh hoạt phí cũng như là hỗ trợ cho cuộc sống của các bạn cho đến khi các bạn tốt nghiệp lớp 12 hoặc hơn thế nữa nếu như các bạn muốn tiếp tục chương trình đại học. Và cái lý do vì sao mà em gắn bó với chương trình đến nay là được hơn 2 năm là khi em vừa mới đặt chân đến nước Pháp, lúc đó em là một sinh viên Việt Nam, em tham gia vào hội sinh viên Việt Nam ở Pháp và em nhận vị trí ban đầu là vị trí dịch thư cho các cha mẹ đỡ đầu người Pháp và các con nuôi ở Việt Nam. Thì lúc đó qua những cái bức thư mình thấy được cái tình cảm của những người cha mẹ, của những người con, mặc dù là chưa bao giờ gặp nhau, chỉ trao đổi với nhau qua thư mỗi 3 tháng một lần, nhưng đó là những cái tình cảm chân thành từ mà em có thể nói là như những người cha mẹ thật dành cho con của mình. Em đến mức mà có những cái gia đình mà các bé ở Việt Nam gặp tai nạn về lao động, các cha mẹ đỡ đầu sẵn sàng hỗ trợ cho các bé được đi đến những cái bệnh viện và có thể tiếp tục chữa trị và có thể quay trở về để tiếp tục được đi học. Và sau đó, sau qua quá trình làm việc và em có quen biết được với cả cô chủ tịch của hội là cô Isabel, em cũng
làm em cũng tham gia nhiều hơn, bắt đầu đứng vào vai trò là đại sứ của hiệp hội. Khi mà em thấy được là cái truyền thông của hội rất tốt, nhưng mà ở bên Pháp, nhưng mà ở Việt Nam, hội hoạt động ở Việt Nam nhưng không ai ở Việt Nam biết đến hội. Chính vì vậy em đã bắt đầu dịch các bài viết, những cái bài đăng và ở những cái bài về social media của hội ở, và tuyên truyền đến các bạn trẻ ở Việt Nam cũng như là để mọi người ở Việt Nam biết đến những cái hoạt động của hội. Và sau đó trong một lần rất tình cờ là khi mà hội tìm con đỡ đầu, tìm cha mẹ đỡ đầu cho các bạn, và một bạn có hoàn cảnh rất khó khăn và lúc đó vẫn không tìm được cha mẹ đỡ đầu, và lúc đó có một động lực thôi thúc rằng em sẽ cần phải làm gì cho bạn đó, và em đã quyết định nhận đỡ đầu cho bạn, và em chính thức trở thành một người cha vào năm 19 tuổi, với bắt đầu bạn là năm ngoái, năm đó là bạn 7 tuổi. Và em có còn 10 năm nữa để đồng hành cùng với bạn cho đến khi bạn tốt nghiệp lớp 12, cũng như nếu như mà bạn có nhu cầu học xong đại học thì em sẽ tiếp tục đồng hành với bạn 4 năm đại học nữa. Và cái quyết định đó là một cái quyết định rất lớn trong cuộc đời em, nó cho em cảm giác mình có trách nhiệm hơn và em cảm nhận được cái tình yêu nhiều hơn. Thứ nhất là tình yêu về gia đình, sự trách nhiệm với những cái người mình yêu thương, với những cái người mà yêu và những người yêu thương mình, và đặc biệt là có trách nhiệm với những cái người mà mình quyết định là mình sẽ gắn bó với họ trong chặng đường sắp tới. Và đó là cái hành trình em muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây ngày hôm nay. Và con làm cha từ năm 19 tuổi, nó rất tuyệt vời. Một tay lớn cho Khoa một cho Jenny thì sao? Jenny thấy anh ngầu quá à. Những điều anh làm rất là ý nghĩa và thật sự rất là ít người có thể hy sinh và làm như thế. Chị cũng biết đó là Jenny cũng một cái dự án rất là ý nghĩa không kém, nhưng mà Jenny cũng chưa có chia sẻ nhiều, nhưng mà em cũng đã đồng hành cùng với dự án của em trong những năm qua, thì Jenny có thể chia sẻ cùng với mọi người cũng như là cái lý do mà em đồng hành cùng với dự án của mình. Dạ, thì nếu các bạn nhớ, nếu các bạn coi video của mình hồi năm trước thì mình có làm một dự án cùng với Heartbeat Việt Nam, là một quỹ mổ tim mà giúp các bạn nhỏ ở Việt Nam được mổ tim miễn phí. Và mình cảm giác như là đây là một hoạt động rất là ý nghĩa, là vì các bạn ấy kiểu là bị bẩm sinh, bị bệnh tim bẩm sinh, nên kiểu cảm giác rất là đau lòng là vì các bạn đã phải trải qua một điều đó hồi lúc nhỏ. Và cảm giác như là đây là một quỹ mà rất là ý nghĩa với mình, và cảm giác như là các bạn rất là các bạn có thể giúp đỡ và cùng với mình gây quỹ cho bạn, các bạn được mổ tim ạ. Và năm trước thì các bạn đã làm từ thiện thành công cho 6 bạn, và 6 bạn ấy đã được mổ tim thành công, và điều đó quá là hay luôn, là vì các bạn ấy thì hình như trong 6 bạn thì 3 bạn là fan của mình, nên kiểu rất là cảm động luôn á. Và năm nay thì Jenny cũng có một hoạt động nữa cùng với Heartbeat. Tuần sau thì mình sẽ đi thăm một bạn tên là Hồng Vi. Bạn ấy cũng là fan của mình, nên bạn ấy rất là háo hức để được gặp mình, nên mình cảm giác như là đây sẽ là một điều rất là đặc biệt. Và năm nay thì mình sẽ gây cho bạn Hồng Vi cùng với vài bạn khác nữa. Jenny là nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng mà lại không ngờ là lại có thể là tác động tích cực tới những bạn, và đặc biệt là đang có những cái bệnh về tim như vậy. Và cũng chính vì như vậy mà Jenny đã có một cái sự gọi là ảnh hưởng để mà giúp cho những bạn đang bị bệnh về tim có những cái cơ hội để mà phẫu thuật tim, để mà có một sức khỏe tốt hơn. Vậy thì trước khi đến phần giao lưu câu hỏi cùng với
các khán giả ở đây rất là háo hức đúng không ạ? Thì câu hỏi cuối cùng ạ, dành cho anh Nguyễn Đình Đức ạ. Thì ở trong những năm gần đây ạ, thì hiện tượng mạng xã hội là một cái vấn đề rất là trăn trở, cả là đặc biệt là dành cho các bậc phụ huynh. Jenny thì lại có một cái tác động rất là tích cực ở trên mạng xã hội. Nhưng mà với cái góc nhìn của anh thì còn một cái phần còn lại là những bạn được gọi là có những cái tác động nó bị tiêu cực, thì cái giải pháp của anh đề xuất với các bạn trẻ như vậy là như thế nào? Câu hỏi này rất hay, tôi nghĩ là cái này nó liên quan đến tất cả các phụ huynh ở đây, tức là câu hỏi về vấn đề nghiện mạng xã hội đúng không em? Rất là nhiều người chúng ta rơi vào cái tình huống là sợ, lo lắng là con chúng ta nghiện mạng xã hội đúng không ạ? Nhưng mà câu chuyện của Jenny thì rất là khác đúng không nào? Dùng mạng xã hội để xây dựng một cộng đồng đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ vào trường Stanford là khoảng độ 3,6%, tức là 100 người mà 100 người được nộp hồ sơ vào Stanford là phải là những người rất giỏi mới dám nộp hồ sơ vào đó, thì trong 100 người đó chỉ có 3 người đậu vào Stanford. Mà tôi nghĩ rằng ấy, là vào Stanford thì cũng có nhiều người vào Stanford, nhưng mà vào Stanford mà lại có 10 triệu được follow ở trên mạng xã hội như là Jenny đúng không? Thì có lẽ là ít và có lẽ là rất là hiếm có trên thế giới. Thì Jenny, trước khi tôi trả lời thì có thể là đề nghị, có thể mời Jenny có thể chia sẻ thêm được không, là làm thế nào để con vừa có 10 triệu được follow ở trên mạng xã hội, con vừa bắt đầu công kinh doanh mạng xã hội, con vừa tốt nghiệp đậu vào trường Stanford, và đồng thời con lại chú thấy là con rất là happy, vui vẻ với cái hành trình của con, thì có cái bí quyết nào con có thể chia sẻ được không? Được không ạ? Dạ, cảm ơn chú ạ. Con muốn chia sẻ, hồi nãy mình cũng đã chia sẻ với các bạn là một điều quan trọng là một điều cân bằng, nhưng một điều muốn chia sẻ nữa là theo đuổi đam mê của mình. Chẳng hạn như các hoạt động mình làm đều thật sự là đam mê của mình. Đam mê của mình là làm các video và làm cho các bạn vui. Và đam mê của mình là có thể là gặp các bạn hôm nay. Hello các bạn. Hello. Bao nhiêu người hôm nay người ta cảm thấy vui hơn rất nhiều sau khi gặp Jenny ạ? Giơ tay cao được không ạ? Quá là vui. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều, rất là sến. Có gì nữa không Jenny? Dạ, mình cảm giác như là đam mê là một điều rất là quan trọng. Và khi mình có một đam mê với một gì đó thì mình có thể có nhiều cân bằng hơn. Giống như là mình cảm giác rất là vui khi mình làm điều mình làm. Thì khi mình làm, cảm giác vui khi mình làm điều đó thì mình có thể làm rất là hiệu quả và làm một cách kiểu như là quá là đỉnh luôn. Chúng ta xin chào vào tay cho Jenny được không ạ? Vâng ạ. Khoa có chia sẻ gì về chủ đề này không? Làm sao để học giỏi mà không nghiện mạng xã hội? Mới qua. Thật ra thì trước đây con cũng là người nghiện mạng xã hội. Nhưng mà gần đây con thấy là không phải mạng xã hội xấu, nhưng mà cách mình sử dụng mạng xã hội không tốt. Bởi vì trước đây cái việc mạng xã hội con dùng thì nó chủ yếu là để gossip, là để hiểu chuyện, cũng như là để gọi là có những cái thú vui tiêu khiển như là coi review phim, hay là để tìm biết được là những bạn, các bạn con đang làm gì. Nhưng mà hiện tại thì con sử dụng mạng xã hội theo một cách khác, để biết được xung quanh mình chuyện gì đang xảy ra. Con follow những cái điều tích cực hơn, ví dụ như là bây giờ con bắt đầu tập gym. Như các bạn biết ở dưới kia thì bây giờ Facebook con nó ngập những cái bài liên quan đến thay đổi bản thân nhiều hơn, để phát triển về bản thân của mình. Vậy thì con nghĩ là trong thời điểm hiện tại, cái thời điểm mà tất cả mọi cái thông tin đang dồn dập quá nhiều, thì cái việc mà mình cấm các bạn không được sử dụng mạng xã hội là một điều không thể nào được. Nhưng mà điều mình có thể làm là hướng dẫn các bạn làm sao để chọn lọc mình sẽ sử dụng, mình sẽ tiếp cận và mình sẽ làm gì với cái lượng thông tin ở trên đấy, và làm sao để sử dụng chúng một cách hiệu quả và thật tốt. Tôi thì đây là một vấn đề chúng tôi rất là trăn trở, bởi vì là chúng tôi rất là ngại những cái tác động tiêu cực của mạng xã hội. Nhưng mà chúng tôi thì liên tục nghiên cứu và liên tục tìm kiếm những cái sự tư vấn từ những cái chuyên gia giáo dục hàng đầu. Thì cũng như Jenny và Khoa nói ấy, thì thứ nhất là chúng ta không thể nào từ chối mạng xã hội được. Rõ ràng nó trở thành một cuộc sống của chúng ta, rõ ràng nó đem lại rất nhiều lợi ích đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta ngày hôm nay
chúng ta đến chương trình này có lẽ là 90% là biết đến chương trình Biết Đến Babylon thông qua mạng xã hội, đúng không ạ? Và chúng tôi tin rằng chúng tôi đã tạo được ra cái sự tác động rất là mạnh mẽ đến cuộc sống của các con, các học sinh, các cha mẹ thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên là chúng tôi tổng hợp lại thì tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất ấy, để chúng ta giúp các con tránh khỏi những cái tác hại xấu của mạng xã hội, đấy là chúng ta cho con chúng ta một cái nhận thức rất là rõ ràng về bản thân mình. Khi mà nghe Jenny và Khoa nói thì tôi càng tin tưởng hơn cái điều này. Bởi vì rõ ràng là gì ạ? Các bạn ấy rất là rõ ràng cái ước mơ của mình. Cho nên là chương trình của chúng ta nó mang tên là theo đuổi dáng ước mơ, đúng không ạ? Cái con đường vươn lên và tỏa sáng. Chúng ta phải rõ ràng về ước mơ của mình, rõ ràng về cái điều chúng ta đam mê, rõ ràng về cái điều chúng ta không thích, rõ ràng về điều chúng ta muốn, rõ ràng về cái hình mẫu của mình, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần cho con của mình cái ý thức rõ ràng về bản thân mình, thì tôi nghĩ rằng dù các con có ở mạng xã hội hay ở bất cứ môi trường nào, các con đều sẽ vươn lên và tỏa sáng. Chúng ta đồng ý đúng không ạ? Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất quan trọng với các con trong lứa tuổi này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tôi xin phép được hỏi hai câu hỏi trước khi các fan hâm mộ hỏi, đúng không ạ? Thì tôi thì cũng là một follower của Jenny, thì tôi cũng xin hỏi hai câu hỏi, đúng không ạ? Tôi hỏi đầu tiên, câu hỏi đầu tiên ấy, là bởi vì thứ nhất là tôi ở nhà tôi con em bé là 1 tuổi, và khi em bé chào đời thì thực sự là tôi cũng không biết là nên dạy cái gì cho con của mình, mặc dù tôi đã có hàng ngàn học sinh ở trong cái hệ thống từ mầm non, tiểu học, trung học, nhưng mà đến khi mà con mình chào đời thì thực sự là rất là bối rối. Thì cái câu hỏi này thì hơi riêng tư một chút và không được gửi cho Jenny trước, nhưng mà con nghĩ rằng là cha mẹ và đặc biệt là mẹ có cái tác động như thế nào đến những cái gì mà con có được trong ngày hôm nay. Con có thể chia sẻ là ví dụ như trong quá trình con lớn lên, đúng không ạ, thì nếu mà chỉ nói là một điều con nhớ về mẹ, nếu mà chỉ chọn một điều quan trọng nhất thôi, thì con sẽ nói cái điều gì và cái điều gì là khiến mẹ tác động đến con nhiều nhất, con có thể chia sẻ được không? Câu hỏi có quan trọng không ạ? Tôi nghĩ rất là quan trọng, đúng không? Quá là quan trọng với các phụ huynh ở trong đàn. Dạ con có nghĩa là con rất là may mắn để được có một người mẹ rất là đặc biệt và dạy con rất là nhiều thứ về cuộc sống, về sự nghiệp, về kiểu là một người con người tốt hơn. Và con nghĩ là cái điều mà mẹ con dạy cho con mà nó rất là đặc biệt đấy là mình hãy kiểu là đừng có làm quá sức mình, giống như là mình vừa đủ là được rồi. Giống như là mình có thể làm rất là nhiều nhưng mình đừng có làm mà chỉ là nó quá thì mọi thứ sẽ ok. Giống như là mình có thể theo đuổi giấc mơ của mình, làm mọi thứ để theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng nếu như mình mà theo đuổi nó quá thì nó sẽ không có còn tốt nữa. Là vì nếu mình giống như là cái sự vừa đủ là cái mà con đã học được. Sorry, mọi người nói hơn không kịp, không biết được.